Hi chào các bạn. Thì như đã hứa cái video trước á, thì video này mình sẽ chia sẻ với cái project mà mình hiện tại mình đang làm, đó là quán cà phê 1111, địa chỉ là 173 Đề Thám, lộ 1, quận Nhất. À nhưng mà đầu tiên á, mình có cái này để khoe với mọi người nè. Ta-da! Mình đã nhận được cái nút bạc này khoảng 1 tháng rồi, nhưng mà mình chưa mở nó ra bởi vì mình chờ Wilson. Thì khi nào gặp Wilson thì tụi mình sẽ cùng với nhau mở cái nút bạc này và làm cái video mà mình đã hứa với mọi người ha. Cho nên là mọi người chờ nha, mình hứa là mình sẽ làm. Thì nói về quán cà phê thì mình rất là thích làm quán cà phê. Mình đã ấp ủ, mình đã muốn làm cái quán cà phê từ hồi lâu lắm rồi, khoảng năm 2008-2009 mình đã muốn mở quán rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình chưa đủ kinh nghiệm, cho nên là mình phải đi học hỏi rất là nhiều để mình có thể mở quán. Và mình cũng chưa có dự định là mình sẽ bao giờ mở nữa. Thì khoảng giữa tháng 5 á, tự nhiên mình chỉ nhắn tin cho một đứa bạn của mình. Thì bạn này tên là Khang. Thì mình hỏi Khang á là có project gì hay không cho mình làm chung. Nói đi nói lại, tự nhiên cái cuối cùng hai đứa bắt tay nhau làm quán cà phê. Thì quán này sẽ là mang phong cách hoàn toàn khác với lại hai cái quán trước mà Khang đã làm. Thì khác như thế nào thì mọi người xem hết cái video này ha. Sau khi mà nói chuyện với nhau thì ngày hôm sau là tụi mình sẽ bắt tay vô làm liền. Thì việc đầu tiên bắt tay vô làm là tụi mình suy nghĩ đặt tên quán là tên gì. Thì lúc đầu Khang muốn đặt tên quán là A+63 cà phê. Thì A+63 trên cái bàn phím Android hình như có nghĩa là love hả? Ừ, đại loại là gì, hay là love you hay là gì đó. Thì sau khi mà bạn đi bạn lại thì cuối cùng mình không chọn tên đó, mà tụi mình chọn cái tên là 11.2.11. Thì 11.2.11 có rất là nhiều ý nghĩa khi mà các bạn gõ lên Google. Thì mình sẽ để cho các bạn tự tìm hiểu, mình sẽ không nói tại vì các bạn tự tìm hiểu thì nó sẽ hay hơn. Thì đó là tên quán của mình. Thì sau khi bàn về tên quán xong á, thì tụi mình sẽ nói chuyện về hùng vốn như thế nào, trách nhiệm công việc như thế nào và lợi nhuận như thế nào. Thì nói chung á, là mình với Khang á, hai đứa đã làm việc từ khoảng 7-8 năm về trước rồi. Tại Khang lúc trước là làm stylist, còn mình chụp hình, thì tụi mình đã hiểu nhau cũng khá là rõ được phần nào rồi. Cho nên là về những cái chuyện này làm cũng rất là nhanh. Thì sau khoảng chừng 4-5 ngày là tụi mình deal xong hết. Và phần quan trọng nhất là cái dự trù kinh phí, là tụi mình sẽ có bao nhiêu tiền để làm đến quán cà phê này. Thì mình là người rất là kiểu như rõ ràng, cho nên là mình đã lập một cái bảng và Khang sẽ điền vào. Ví dụ như thuê nhà bao nhiêu tiền, chi tiền này bao nhiêu, chi tiền kia bao nhiêu, dự trù bao nhiêu, để biết là khi mà mình sử dụng tiền thì nó sẽ không bị lố vào cái khoản mà tụi mình có được. Và sau khi mà có cái bản dự trù kinh phí á, thì hai việc kế tiếp á, mà mình làm đưa ra cái định hình của cái quán, kiểu quán như thế nào, thiết kế ra sao. Mình và Khang chứ không phải một mình không nữa. Khi mà đưa ra được cái định hình quán á, thì mình là người thiết kế logo. Thì thiết kế xong cái logo á, thì mình sẽ bỏ lên mấy cái ly, cái chai để mình coi là cái này có phải là cái hình ảnh mà quán của tụi mình muốn hay không. Hoặc là cái nào đẹp, cái nào không đẹp, cái nào thích, cái nào không thích, cái nào mà đang xu hướng hiện giờ và cái nào có thể giữ lại được khá lâu. Và cái kế tiếp đó là tìm mặt bằng. Mình không có ở Việt Nam rồi, cho nên là mình không thể nào tìm mặt bằng được với Khang. Cái mà mình có thể làm đó là mình tìm mặt bằng online. Cái gì mà mình thấy được thì mình sẽ gửi cho Khang hết. Khang thì nó sẽ đi vòng vòng, nó đi coi cụ thể mặt bằng như thế nào. Bằng là một cái gì đó nhức đầu nhất, mặt bằng quyết định rất nhiều thứ. Thì về vị trí á, thì tụi mình chỉ muốn làm ở quận Nhất thôi. Mình lâu lắm rồi mình không về Việt Nam, cho nên là mình không có biết vị trí quận Nhất khu nào là hot, khu nào mà mọi người hay tới. Thì mình nghĩ là cái nào quận Nhất cũng được. Cho nên là có mấy bữa mình tìm quận Nhất, mà mình tìm ở đâu mà ngay chỗ quận Nhất mà khu Trần Hưng Đạo á, mà xa xa. Thằng Khang nó nói là chỗ này là sắp đi về Tiền Giang, Long Xuyên rồi anh ơi, cho nên là không có chọn. Cái mình tìm đâu bên khu Nguyễn Bình Khiêm, nó nói khu này xa quá anh ơi, không ai đi hết á. Xong rồi cuối cùng chốt lại tụi mình đã tìm và phải tìm mặt bằng quận Nhất, nhưng mà phường Bến Nghé, Bến Thành nha, chứ không có tìm ở đâu hết. Thì cuối cùng mình đã chọn ở 173 Đề Thám. Điều kiện thứ hai là giá tiền, thì giá tiền nó phải nằm trong cái khung giá mà tụi mình muốn. Và điều kiện thứ ba là về ánh sáng, thì tụi mình không có muốn mặt bằng bị khuất quá, bởi vì khuất quá thì rất là khó để chụp hình. Thì đối với mình ở quán cà phê là phải đẹp và có ánh sáng tự nhiên. Mình thì thích ánh sáng tự nhiên hơn là ánh sáng đèn, cho nên là càng nhiều ánh sáng thì càng tốt. Thì hơn một cái là cái mặt bằng mà tụi mình đã chọn á, nó nằm ở trên lầu 1, thì tất cả những ánh sáng trời nó sẽ lọt vô hết.
đảm bảo 100% đẹp luôn. Thì sau khi mà mình chốt mặt bằng á, thì đó cũng là tuần đầu tiên của tháng 6, thì tụi mình đưa ra deadline với nhau á, là tụi mình sẽ có 14 ngày để mình hoàn thành cái quán này và chuẩn bị bán vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Thì lúc này là lúc mà hai đứa mình chạy gọi là chạy nước rút luôn á. Trong vòng 2 tuần á, thì tụi mình có rất là nhiều thứ phải làm cho đến ngày khai trương. Thì mình có làm branding nè, làm menu, công thức, thi công nè, mua chọn thiết bị, nội thất, trang trí, tìm nhân viên, training cho nhân viên. Tụi mình phải làm hệ thống bán hàng. Và cái điều quan trọng nhất là tụi mình phải cân bằng tài chính. Tại vì tính hai đứa là rất là thích xài đồ tốt và đồ hiệu, cho nên là thấy gì tốt tốt đẹp đẹp là mua. Nhưng mà làm như vậy là sẽ chết luôn á. Tại vì tại vì không đứa nào tiết kiệm hết thì sẽ bị lỗ. Cho nên là ngày nào cũng phải ngồi mở cái bảng tiền ra coi là mình đã xài bao nhiêu. Khang thì Khang sử dụng gì thì Khang sẽ báo mình, thì mình sẽ ghi chép lại. Tại mình thì sẽ quản lý cái về vấn đề tiền bạc và tài chính. Những cái đồ mình tụi mình bỏ tiền ra mua rất là mắc tiền, mà những cái đồ đó không có mua tại Việt Nam, mình phải order từ nước ngoài. Nhưng mà không phải order từ Trung Quốc nha các bạn. Những cái ly, cái tách á, phải mua từ ở nước khác về, để đảm bảo khi các bạn tới là các bạn sẽ chụp hình rất là đẹp. Bởi vì chụp hình đẹp là một trong những điều mà mình rất là muốn, cho nên là đó là những cái gọi là tiêu chí đầu tiên để mình mở quán cà phê. Trong 2 tuần đó, đó là bao nhiêu việc mà mình tụi mình phải làm. Nhưng mà có 3 cái chính mà mình muốn nói, đó là đầu tiên á, là về việc làm thương hiệu. Như các bạn cũng đã biết là mình nói ngay lúc đầu là mình thiết kế logo, sau đó là mình phải thiết kế những cái label, những cái nhãn, những cái name tag nhỏ nhất để dán vô những cái chai mang đi, cái ly mang về, cái đề can in ấn mà tụi mình dán ở cái cửa sổ, hoặc là những cái việc thiết kế nhỏ nhặt nhất, chi li nhất là mình làm hết. Cái tiếp đó là thi công. Nói về thi công thì mình rất là ngưỡng mộ Khang, vì Khang nó rất là giỏi. Khang nó đã điều khiển nguyên một cái đội ngũ thi công. Mắt thẩm mỹ Khang cũng khá là tốt, cho nên là thiết kế nên một cái quán như ý muốn của mình và của Khang, rất là hiện đại và rất là theo kiểu mà mình thích luôn. Tụi mình phải gọi là đập bỏ hết những cái của chủ cũ, phải sơn lại hết, mình phải lập lại tường hết, phải xây cái này xây cái kia, sửa cho cái chỗ đó đẹp ơi là đẹp luôn. Thì mình gửi hình cho chị hai mình, chị hai mình nói là trời sao chủ thuê nhà may mắn quá gặp được tụi bay chứ hả, không có ai sửa được vậy đâu. Thì quán của mình á thì có 2 phần. Thì đây là hình và video của quán lúc trước khi làm, rất là bời bộn, màu mè, rất là xấu. Đây là phần trước, đây là phần sau. Nói chung là mình không có thích chỗ nào hết á. Thì phần đằng trước á là có ánh sáng, thì tụi mình đã đập bỏ cái tường đằng trước và tụi mình đã xây nguyên cái kiến to thiệt to để cho ánh sáng lọt vào buổi sáng. Tụi mình đã sơn trắng, tụi mình đã làm cái sàn mới, tụi mình xây quầy bar. Các bạn có thể đến vào buổi sáng chụp hình rất là đẹp. Phần thứ hai là cái phần ở bên trong á, là cái phần này. Thì phần này á là có thể cho mọi người ngồi lại để làm việc, cũng khá là đẹp. Nguyên một cái cửa sổ lớn, bên trong thì mình đã sơn lại trắng luôn, dán kiến lên, tụi mình thay sàn, tụi mình gắn máy lạnh, tụi mình làm quá trời làm luôn các bạn. Thì không biết mọi người thấy thế nào, mình thì khá thích. Trong vòng 2 tuần thì đây là những cái mà mình thấy là tụi mình khá thành công. Bởi vì mình nghĩ là mình phải thích cái chỗ đó, mình muốn đến thì mình nghĩ là người khác sẽ đến, chứ mà mình làm đại cho có thì mình nghĩ là nếu mà mình không thích thì ai thích, đúng không? Thì đó là cái phần thi công. Thì xong cái phần thi công á, thì cái phần chính cuối cùng mà mình muốn kể với mọi người nghe đó là phần menu. Thì đây là những nước uống mà tụi mình đã tích góp những cái công thức mà tụi mình học được và có được để tạo nên một cái menu này, bao gồm là 20 loại nước uống. Thì trong 20 loại nước uống á thì mình chia thành 4 phần, tức là cà phê nè, trà nè, soda và latte. Phần cà phê á thì tụi mình sẽ có những cái cà phê cơ bản giống như là cà phê latte, cà phê sữa đá Việt Nam. Ngoài ra á, mình sẽ có những cái món đặc biệt khác giống như là cold brew, và tụi mình có cà phê từ Hàn Quốc, đó là cà phê Dalgona. Mình không biết đọc để đúng không nữa, nhưng mà mình không có làm cái dạng mà trên mạng nổi tiếng, thay vì mọi người đánh lên á thì tụi mình sẽ làm thành dạng viên giống như là thanh thanh vậy á, thì mình sẽ bỏ lên trên cà phê sữa, thì mọi người hãy tới thử. Nói chung là cà phê của tụi mình là cà phê đa dạng, từ Nhật có, Mỹ có, Việt Nam có, Hàn Quốc có. Và cuối cùng mới là 11 signature, đó là cà phê đặc biệt của tụi mình. Thì thành phần như thế nào thì mọi người nhớ thử nha, mình sẽ bí mật không nói cho mọi người bây giờ, thử đi rồi nói cho mình biết nha. Kế tiếp là mình có trà. Trà thì tụi mình có trà vải nè, trà đào nè,
trà sen, cream cheese và tụi mình có một cái Dalgona Milk Tea, đó là trà sữa Dalgona. Kế tiếp tụi mình có soda. Cái soda này thì tụi mình làm tay hết chứ tụi mình không có mua về. Tụi mình có là soda dâu với soda nho cũng khá là nổi tiếng, và soda hoa là cái tên là Flower Soda. Cái đó là mình muốn thử nhất tại vì cái đó là công thức của Khang. Mùa hè nóng thì mình nghĩ là uống soda thì nó sẽ giải khát hơn. Cuối cùng của menu đó là latte. Latte có nghĩa là tất cả những cái loại thức uống mà có nhiều sữa. Về phần latte thì mình sẽ có là latte trà xanh nè, trà xanh chocolate, dâu latte, đào latte, nho latte nè. Bình thường nói tiếng Anh quen thì nhân dịch đến tiếng Việt nó thấy nó ngộ ngộ. Mình nghĩ là những cái nước uống mà trong cái menu này rất là dễ uống và rất là thích hợp với lại cái khí hậu Việt Nam của tụi mình. Cho nên là mình rất muốn là mọi người đến thử và review hoặc là nhắn tin comment cho mình biết là mọi người thích cái nước nào nhất ha. Hiện tại bây giờ đây là cái menu mà mình không biết là có final chưa, có thể đổi một tí xíu nho nhỏ. Nếu mà có gì thì mình sẽ update thêm về cái menu của tụi mình trên Instagram và Facebook để mọi người có thể theo dõi ha. Thì đó là một quá trình một tháng mà mình đã tạo nên cái quán cà phê này. Thì hiện tại trong những tháng đầu thì mình chỉ bán nước thôi, nhưng mà sau này thì tụi mình sẽ làm bánh nữa. Khi nào mà làm bánh thì mình sẽ thông báo cho mọi người biết là bánh gì và như thế nào. Mọi người có thể theo dõi và biết được thông tin của quán mình thì các bạn có thể follow Instagram của quán mình tại đây, hoặc là Facebook của quán mình tại đây. Ngoài ra thì Instagram của mình ở đây và Facebook của mình ở đây luôn. Đây là cập nhật những thông tin riêng của mình và một chút xíu về quán của mình nữa. Mình hy vọng là mọi người sẽ đến quán của mình chơi, thử những món nước mà mình thích và comment, nhắn tin cho mình biết là món nào mọi người thích nhất, góc hình nào là mọi người thích nhất, để mình có thể biết được là yêu cầu, nhu cầu của các bạn như thế nào để mình làm cho quán mình tốt hơn. Còn bây giờ cũng khá là trễ rồi thì mình sẽ kết thúc video này tại đây. Chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye. Every night we feel free. Wish I wouldn't dream.